Vẫn là bản tin của Đài Á Châu Tự Do, nhà đầu tư nói ông Trịnh Văn Quyết không khác gì kẻ sát nhân. Một số nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam cho rằng hành vi bán gần 75 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết mà không thông báo trước đẩy nhiều người vào cái hoàn cảnh tán gia bại sản và không khác gì hành vi giết người. Thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC bán đi một số lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ mà không công bố thông tin hay còn gọi là bán chui đang được dư luận chú ý. Đài Á Châu tự do phỏng vấn hai nhà đầu tư chứng khoán trong nước để tìm hiểu tác động từ hành vi của ông Quyết gây ra đối với nhà đầu tư cá nhân là như thế nào. Một nhà đầu tư chứng khoán ở Hà Nội cho đài RFA biết quan điểm của ông rằng cái việc mà ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu thì gây ảnh hưởng rất nặng nề đối với tâm lý của nhà đầu tư cá nhân khiến họ thua lỗ. Minh chứng là trong vòng 2-3 ngày qua thì cổ phiếu của FLC và những cổ phiếu của họ FLC của ông Quyết đã giảm giá kịch sàn trên sàn chứng khoán và có hiện tượng trắng bên mua, không có một ai mua cổ phiếu mang họ FLC của ông Quyết cả. Những nhà đầu tư cá nhân khi này không thể bán được cho ai và bây giờ họ đang phải gọi là dẫm đạp và chen lớn lên nhau chỉ để có thể thoát hàng của ông Quyết mà thôi. Tôi nghĩ rằng là những nhà đầu tư cá nhân vào thời điểm này sẽ cắt lỗ bằng mọi giá và sẽ phải chịu một khoản thiệt hại rất lớn. Nhà đầu tư cá nhân này còn cho rằng hành vi của ông chủ Bamboo Airways cho thấy ông là kẻ tham lam không khác gì kẻ sát nhân vì đã đẩy nhiều người đến cảnh tán gia bại sản. Một người khác ở thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm 10 năm trong việc đầu tư chứng khoán thì cho rằng chuyện bán chui cổ phiếu ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm, ông nói trong điều kiện giấu tên vì lý do an toàn. Ở thị trường nào cũng vậy, có đủ thể loại doanh nghiệp, tùy theo mong muốn của nhà đầu tư. Ví dụ có những doanh nghiệp theo kiểu đầu tư lâu dài đàng hoàng nhưng cũng có những doanh nghiệp ăn sổi ở thì rồi những cổ phiếu giống như đánh bạc cũng có. Nói chung là trong đầu tư chứng khoán có đầy đủ hết tùy theo khẩu vị rượu của riêng nhà đầu tư. Riêng cái hành động của ông Trịnh Văn Quyết với cổ phiếu FLC thì trong lịch sử của nó nói thẳng đó là một cái cổ phiếu dạng lái. Lái tức là sao là ông sẽ gom cổ phiếu rồi đánh lên một mức nào đó rồi sẽ xả hàng ra. Đó là cái cách vận động của cổ phiếu FLC lâu nay rồi. Thực ra mà nói chuyện bán chui cũng thường xảy ra trên thị trường. Lý do tại vì theo cái vận động của cổ phiếu đó, họ sẽ gom thật nhiều cổ phiếu giá thấp, sau đó họ sẽ đánh lên từ từ, sau đó sẽ xả hàng lại cho những người mà người ta sợ vượt cơ hội người ta lao vào khi đó thì họ sẽ bán chui thôi vì theo pháp luật thì họ là cổ đông lớn trước khi họ bán họ phải công bố, mà công bố thì người ta sẽ ngại và không mua nữa. Nguyên nhân của hiện tượng bán chui này theo cả hai nhà đầu tư mà đài RFA phỏng vấn là do chế tài chưa đủ mạnh. Trong trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, pháp luật hiện hành chỉ cho phép cơ quan chức năng đưa ra mức phạt tối đa là 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận từ việc bán chui cổ phiếu lần này có thể lên đến hàng trăm tỷ. Do vậy, việc nộp phạt sẽ không thấm thía vào đâu, thế nên người ta sẽ sẵn sàng vi phạm ý kiến chung của các nhà đầu tư là cần phải gia tăng tính răng đe trước hành vi trục lợi trên thị trường chứng khoán. Tôi cho rằng trong trường hợp này thì nhà nước cần phải xem xét xử lý hình sự cá nhân ông Trịnh Văn Quyết vì ông ấy đã có hành vi nội gián và có thể được coi là lũng đoạn thị trường chứng khoán theo nhà đầu tư ở Hà Nội. Còn nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng ngoài việc hành sự hình sự hóa hành vi trục lợi thì cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý để ngăn chặn tình trạng này tái diễn ông nói đương nhiên là mọi việc mua bán trên thị trường là tự do ý chí và việc anh mua bán một cổ phiếu nào thì anh phải có trách nhiệm tìm hiểu về nó nhưng phải hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý để hạn chế những trường hợp lái cổ phiếu bơm thổi giá ảo cổ phiếu để sau đó nhiều người đu vào thì lại xả ra thì cái đó gây ra hậu quả rất lớn nhà đầu tư sẽ thua lỗ rất lớn ở những cổ phiếu rác thế này cần phải có những cơ chế hoàn thiện hơn nữa để có thể hạn chế những cái này Hôm 10 tháng Giêng năm 2022, giới đầu tư chứng khoán ở quốc gia Đông Nam Á xôn xao trước thông tin tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn FLC từ 5 ngày trước đó, trong khi trong cùng ngày ngày 10 tháng Giêng thông báo bán cổ phiếu mới chỉ được công bố trên website của tập đoàn. Đến ngày 11 tháng Giêng, Bộ Tài chính ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mã chứng khoán FLC Sang Jose. sàn Jose hay còn được biết đến với tên gọi là Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong cùng ngày có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết do không thông báo, không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch như đã quy định. Thưa quý vị, về sự việc này, tác giả Đỗ Nga có nhận định như sau: Giang thương lộng hành cổ phiếu bị bán ra nhiều thì giá sẽ giảm và ngược lại bị gom hàng thì giá sẽ tăng. Đó là quy luật cung cầu một cách tự nhiên. Ông Trịnh Văn Quyết là ông chủ của FLC, ông ta nắm lượng lớn cổ phiếu này. Vì thế nếu không có luật chế tài thì ông Quyết đủ khả năng tạo ra sự biến động giá cổ phiếu FLC bằng cách bán ra và mua vào nó. Cụ thể là khi giá đỉnh thì ông ta bán ra lượng lớn cổ phiếu làm cho cổ phiếu rớt giá thế là ông ta kiếm được một khoản lời lớn khi giá thấp thì ông ta mua vào một lượng lớn với giá bèo sau khi ông ta mua thì cổ phiếu lại trở nên khang hiếm nên tăng giá vọt và ông ta lại bán ra thu thêm một khoản lời nói chung ông quyết có thể tự tạo đỉnh giá cổ phiếu FLNC để bán và có thể tạo ra đáy để mà hốt vào trong khi đó thì nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể làm được như thế vì vậy, ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu FLC là chính ông đã cướp đi cơ hội của nhà đầu tư nhỏ lẻ làm lợi bất chính, nói thẳng ra việc làm của ông Quyết là ăn cướp. Để hạn chế tình trạng bán chui cổ phiếu thao túng sàn chứng khoán thì luật có quy định người nội bộ của doanh nghiệp và người có liên quan đến người nội bộ phải công bố bằng đăng ký giao dịch cổ phiếu trước ngày dự kiến giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, luật chỉ phạt hành chính cao nhất cho cái tội này là 1,5 tỷ đồng. Đây là kẻ hở để những cái tên gian thương trên sàn chứng khoán Việt Nam ăn cướp hàng trăm tỷ rồi đóng phạt vài đồng bạc lẻ. Ngày 10 tháng Giêng, ông Quyết đã bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC trị giá 1.600 tỷ. Ngay sau khi bán giá cổ phiếu này đã giảm, ông ta lời ngay một lúc 400 tỷ đồng chỉ trong một ngày. Đây là số tiền mà ông Quyết cướp từ tay những nhà đầu tư. Đây là hành động cần phải bị trừng trị thích đáng. Tuy nhiên, luật của Cộng sản là chỉ phạt tối đa cho cái tội ăn cướp kiểu này. Tối đa chỉ là 1,5 tỷ đồng, chỉ đủ gãi ngứa. Sẽ khó có chuyện xử lý hình sự ông chủ FLC vì đây là tập đoàn làm ăn có thế lực chính trị đỡ đầu chỉ tội cho người dân ngây thơ bỏ tiền ra mua cổ phiếu những đại gia tỷ đô để rồi chúng nó cướp mất sạch mà chẳng biết kêu ca. Ở Việt Nam thì tìm đâu ra đại gia tỷ đô mà tử tế, e là khó. Một đất nước, cái gian lên ngôi thì nơi nào cũng lắm kẻ gian, từ kẻ có quyền, kẻ có tiền và cả 100 triệu con cừu cũng đầy rẫy cừu gian. Một đất nước nhiễu nhương, nghĩ mà chán anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên kênh tâm thức việt ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau